Bây giờ tôi xin mời bà con mình nghe một hồi ký của tác giả Phan Nhật Bắc, Một thời binh lửa. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Cố lên, dù nhọc nhằn, đem máu hồng viết thành sử xanh. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Đường còn dài, nhưng chân cứng đá mềm, đá mềm. Tiếng hát của khóa 5 và 6 vang lên trong bên dưới sân trường. Ánh nắng ban mai tỏa xuống khoảng sân rộng mênh mông. Tôi nhồi mình, nhìn qua khung cửa trên lầu bên kia đài kiểm báo radar của quân đoàn, gật gù như con gà trống. Khóa 3 và 4 năm 1971 đã ra trường. Ngày thi, chúng tôi xếp hàng ngang cách nhau 1 mét trên sân phi đạo trực thăng để thi. Vì các ông bác sĩ sợ chúng tôi copy nhau nên không cho thi trong lớp học. Tôi đậu thứ 100 trên 300 khóa sinh vì trước câu hỏi huyết có mấy loại huyết. Nguyên do tôi đáp trúng nhưng lại nghe theo thằng Phương ra dấu ngón tay cái đổi thành A thay vì B. Khoa sinh có quyền hoán đổi ngay trong ngày nhận kết quả và chọn đơn vị, trừ các tiểu đoàn quân y của các sư đoàn bộ binh. Tất cả quân y viện, bệnh viện trong vùng 2 đã hết chỗ. Chỉ còn duy nhất 4 chỗ còn lại tại bệnh viện 2 dã chiến đồng trú tại Công Tâm. Tôi và Phương chọn về cùng nơi này. Thế là từ giả Pleiku, từ giả những buổi học tôi thường nhìn về hướng biển Hồ, khi các trực thăng H-34 của không quân ồn ào trên nóc mái trường, cùng những cánh dù bung ra như những đóa hoa trên không trung của biệt kích, Pleiku thật dễ thương, khí hậu tốt lành. Tuổi trẻ của chúng tôi bị ném vào lò lửa chiến tranh không thương tiếc. Chúng tôi không phải là những con thiêu thân, khi thấy ánh đèn là lao vào, nhưng không còn chọn lựa nào khác. Vào quân y là sự may mắn cho bọn chúng tôi. Một câu thơ nào đó của đám bạn viết lên vách tường than khóc. Ngày tập dịch mồ hôi hán đổ, đêm pháo đài gác tuyến lạnh teo cu. Dù ai quân cụ quân nhu, tôi đây chỉ muốn vỗ mông đàn bà. Dưới sân liên đoàn nhịp ca vẫn vang lên đều đặn. Ông thượng sĩ tài có khuôn mặt lại cái hắc ám, chân phải kẹp nẹp bó xương gãy ngay đầu gối, đi như một robo la hét ầm ĩ. Ông muốn khóa sinh đi như sinh viên võ bị. Hồi còn ở quân trường học căn bản quân sự, có một ông trung sĩ tên Em cũng hắc ám như ông này, chuyên đánh đập khóa sinh và ăn chặn tiền lương trừ vào tiền chùi súng lúc cuối khóa. Thật ra khóa sinh chùi súng trước khi trả vào kho, ông viện lý do để làm tiền vô tội vạ. Lúc đó tôi đâu biết chuyện này, nên lãnh lương xài hết, đến khi ông bảo đưa 300 đồng, tôi ú ớ hỏi tiền gì. Ông tống cho tôi một đạp nhào xuống mương giao thông Hào. Hùng khí nổi dậy, tôi nhào lên bay vào với cú đá bay ngang sông Long Quá Hải. Cú đá mà tôi đã rèn luyện từ Lý Tiểu Long trong phim Đường Sơn Đại Huynh. Lạnh cú đá trời giáng, ông ngẩn ngơ. Không ngờ cái thằng này dám giúp râu hùng. Bạn bè tôi xúm lại can ngăn. Chúng tôi chẳng có gì sợ hãi vì đã học xong khóa quân sự. Tôi thách ông chơi tay đôi chứ đừng ăn hiếp khóa sinh và làm tiền bất chính. Tôi sẽ lên tiểu đoàn khóa sinh trình bày sự việc. Ông nhìn tôi với ánh mắt dịu lại, tiếp tục công việc kiểm soát súng khóa sinh, trả và chấm dứt việc lấy tiền. Bạn bè nảy tôi tới bến. Quân trường là nơi luyện thép. Chúng tôi toàn là lính ngành như an ninh thiết lộ, quân y, quân nhu, quân cảnh, gửi đến đây học căn bản quân sự. Sau khi thanh toán xong thủ tục giấy tờ, chúng tôi lên xe ra phi trường Nha Trang đi Pleiku. Nơi đây, Liên đoàn 72 quân y huấn luyện bổ túc chúng tôi về điều trị và hành chánh, được chăm sóc miếng ăn đàng hoàng hơn. Thức ăn được bác sĩ lên thực đơn và kiểm soát trước khi khóa sinh ăn.
vì họ là những trí thức khoa bản không ăn chặn tiền ăn của lính như ở quân trường quân sự. Chỉ riêng ông Thượng Sĩ Tài lại cái này thật sự là một hung thần. Trời Pleiku đã lạnh, gặp ông thì lạnh thêm. Ông rít như động cơ phản lực. Có anh không biết thủ dâm đêm qua hay không mà đi đứng siêu vẹo, lại bị phạt chạy thêm 5 vòng sân cờ. Đám đàn em chạy thục mạng cùng tiếng hát đứt quãng theo từng nhịp chân. Một thời gian sau, tôi nhận tờ sự vụ lệnh 7 ngày phép, bù vào hơn 1 năm dài trong quân trường quá ít so với lứa tuổi còn đam mê ăn ngủ. Chuyến xe đò rời bến Quy Nhơn, tôi về Phan Thiết, rồi cũng trở ngược lại tuyến đường này trong tuần sau. Trời thật buồn, mây xám giăng đầy không gian. Ngồi bên khung cửa nhìn đồng ruộng tan hoang, những hố bom dày đặc. Đường quốc lộ 19, chiếc xe 113 của thế kỷ 18 nằm trơ vơ dưới lưới chống B-40 cản phía trước. Người xạ thủ ngồi bên giá súng, nhìn bâng quơ lên trời. Không biết anh đang nghĩ gì? Xe đi qua đèo Mang Giang, con đèo nổi tiếng khi Việt Minh phục kích, đánh tiêu liên đoàn do ông Nguyễn Khánh chỉ huy. Ông chạy về phòng tuyến Pháp với cái quần xà lõn, làm tôi ớn lạnh sự phiêu lưu mặc đồ lính đi xe đò trên tuyến đường này. Dân đi chung trên xe ái ngại, họ đưa đồ dân sự cho tôi thay, nhưng trời cũng thương tôi đến Quy Nhơn an toàn. Thành phố Quy Nhơn nhộn nhịp lính Mỹ lính Việt đầy đường. Gái ăn xương về đêm lòe lẹt phấn son. Tôi chán nản nhìn các ông bạn đồng minh không chút thiện cảm. Họ đến từ nơi xa hàng ngàn dặm, với đống đô la trong tay, biến người phụ nữ chúng ta thành trò chơi trong tay họ. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của thi sĩ Hồ Dớn. Hỡi cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi sẽ nặng bằng môn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Biết đâu trong đám gái ăn xương này có người là vợ những người lính Việt Nam đang lăn lộn nơi chiến trường, hay là những quá phụ hôm qua, có cần họ phải hy sinh thêm không? Biển vắng, cầu Trịnh Minh thấy chỉ có một vài đôi tình nhân ôm nhau với màu áo hải quân. Tôi thẫn thờ nhìn từng cơn sóng vỗ vào gần đá. Tiếng hát khánh ly với bài Hạ Trắng văng vẳng đâu đây, từ dãy nhà thấp lè tè dưới hàng cây dương liễu. Bạn bè chung mái trường thiếu sinh quân giờ tứ tán, đứa lên võ bị Đà Lạt, đứa về Thủ Đức. Tôi chọn quân y vì không muốn cầm súng bắn nhau. Tuy tôi rất vô cùng dễ đánh nhau, nhưng lòng tôi từ bi ông địa. Tôi còn yêu còn thở vì sắc đẹp, còn tôn thờ mái tóc mây dịu hiền, vòng tay chờ đợi và nụ hôn nồng cháy của người con gái. Trong tôi cả một bầu trời nhân bản, biết khóc trước những khổ đau của đồng loại, biết buồn khi nhìn thấy những vành khăn sâu trên đầu người phụ nữ và trẻ em, biết đau đớn khi nhìn các đồng đội ngã xuống, máu và nước mắt chảy dài theo 2 tiếng hòa bình. Ai dùng binh nghiệp để đỏ ngực, tôi theo binh nghiệp với trái tim cho tha nhân, không biết ngày mai như thế nào. Tôi lắc đầu đếm từng dấu giày xô in trên cát trắng như dấu chân của thi nhân hàng mặc tử đớn đau trong cơn tuyệt vọng nơi gần tráng. Trở về khách sạn với chiếc giường chiếu ẩm mốc khai mùi nước tiểu làm tôi khó chịu. Bên kia phòng, tiếng rên rỉ của cặp vợ chồng lính sư đoàn 22 trẻ quằn quại làm tôi căng thẳng. Có lẽ ngày mai anh chồng phải ra trận, và đêm nay họ dành trọn cho nhau. Tôi mở ba lô lấy cái ben gấp bông băng quét một cái lỗ nhìn qua, thấy ánh đèn dầu leo lét. Một cảnh tượng hấp dẫn với lứa tuổi thanh niên chưa biết hơi hám đàn bà. Ui tuyệt diệu! Người con gái hưởng ứng mãnh liệt với tấm thân cường tráng của anh chồng hừng hực lửa địa ngục. Bỗng người đàn bà chồm dậy nói, anh, có người rình. Tôi giật mình, phía bên trên mái nhà có tiếng rơi thật nặng và tiếng chân chạy. Hà, thì ra không phải một mình tôi. Người chồng lên tiếng, ê, cậy đi.
Dường như cô vợ đồng tình, nàng bạo dạn hơn, vô tình đưa nguyên cái vũng lầy tình ái vào trước cái lỗ mà tôi đã quét, làm tôi choáng váng. Trời về khuya, tiếng trên chấm dứt, người đàn ông ngủ khò, người con gái vẫn còn trăn trở, còn tôi liệm dần trong giấc ngủ đầy mộng mị. Trời vừa sáng, tiếng gà gáy, tôi choàng tỉnh, đánh răng rửa mặt, ra mua vé xe về Nha Trang. Người đàn bà đêm hôm qua tôi trình, đang đứng nhìn tôi lăm lăm, tôi chột dạ. Không lẽ bà này biết mình trình? Nhưng nàng nhoẻn miệng cười hỏi tôi về Nha Trang. Tôi gật đầu, rồi tôi ra bến xe. Tiếng máy xe già nua, nổ phun khói mịt mù trong sớm mai mặt trời chưa ló. Tôi vội tìm chiếc ghế trống nơi khung cửa, ngã người ra sau, thì chạm ngay vào mái tóc còn thơm mùi bồ kết. Thì lại là cô nàng, mái tóc đen tuyền thả dài trên khung gỗ. Tôi hít vào thật sâu, không biết để làm gì, chỉ biết hít mà thôi. Khoảnh khắc đó gợi cho tôi một chút nhớ thương vụng dại của tuổi thanh niên, đi vào cuộc chiến không có ngày mai. Xe đi hướng Tuy Hòa, về đến Phú Phong thì con đường bị đắp mô. Tiếng súng 50 ly của xe M113 lính Đại Hàn bắn vẹt hai bên đường. Đang có đánh nhau, hành khách nhốn nháo, hốt hoảng. Tiếng súng cối, tiếng đại liên vang lên. Lần đầu tiên tôi chứng kiến lính sư đoàn 22 tấn công lên bìa rừng, nhưng dội ngược với thương binh. Tôi thở mạnh, xách ba lô nhào ra khỏi xe. Cô gái cũng nhào ra theo. Tôi men theo lề đường, chạy về phía lính Đại Hàn. Giữa vùng trũng của đám ruộng đang trổ bông, một y tá đại đội đang băng vết thương cho một sĩ quan. Thấy tôi đeo logo quân y với con rắn ngụy trang nơi túi áo, anh ta mừng quýnh kêu bác sĩ cứu giùm ông thầy tôi đi. Tôi choàng tới, mở băng ra, thấy vết đạn xuyên thủng phổi, máu có bọt. Tôi hỏi có dao mổ không? Người y tá nói, trời ơi làm gì có? Tôi hỏi, có thuốc tê hay morphine không? Anh ta lắc đầu. Tôi hỏi tiếp, anh chích penicillin chưa? Anh cũng lắc đầu. Bực mình, tôi giật túi cứu thương mở ra, chỉ thấy bong băng không có lấy một ống thuốc. Nếu có thuốc tê, tôi có thể rạch thêm vết thương để máu ứ bên trong thoát ra khỏi làm ngạt tim. Còn morphine chích để giảm cơn đau. Đành bó tay nhìn người sĩ quan liệm dần. Trực thăng vẫn chưa đến. Tôi thở dài nói, hey, anh ta không sống nổi. Anh cố gắng chờ máy bay, tôi phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tôi chạy thục mạng băng qua gần 2 cây số đường ruộng. Phía sau tôi đoàn người chạy theo. Cô gái vẫn bám sát tôi như hình với bóng. Chúng tôi vượt qua chỗ nguy hiểm, bắt xe về Nha Trang. Áo quần lấm lem bùn đất. Khi về đến Nha Trang, tôi cởi áo khoác lên vai vất vưởng không buồn tắm giặt. Tôi muốn về Phan Thiết ngay trong ngày. May mắn gặp chuyến xe cuối cùng và tôi là người cuối cùng lên chuyến xe đã đầy ắp. Hành trình về phép quá gian nan, đến cây số 9 Cam Ranh, đường phố đầy bụi đất, do công binh Mỹ làm đường, tôi lại thấy cô gái chạy cùng tôi ngồi hàng ghế trước tự bao giờ. Bà này lanh thật, không lẽ về Phan Thiết? Cô hướng mắt nhìn tôi với cái nheo mắt đầy ẩn ý. Tôi cười đáp trả, trái táo ăn dở của ông Adam đang mời gọi, chỗ cô gái đang trống vì nhiều người xuống Cam Ranh. Tôi đứng lên đi lại phía bàn tay đang chỉ vào chỗ trống. Nàng nhích sang, tôi ngồi vào khoảng trống vừa đủ một người. Hơi nóng từ cặp đùi trong lớp vải satin láng ống, tỏa ra như than hồng của lò bát quái thái thượng lão quân đang nấu linh đơn. Cầu đi Phan Thiết. Không, em về Phan Rang, em đi Quy Nhơn thăm người yêu. Tôi thầm nghĩ, con gái thời chiến họ bất cần đời, chỉ mới là người yêu thôi mà họ đã sống như vợ chồng. Tới Phan Rang, cô gái đi xuống, xe tiếp tục con đường phía trước, nỗi nôn nao khi xe gần đến Phan Thiết, gió biển và hơi muối trong không khí, đem tôi về tuổi thơ. Xe dừng lại bến, tôi vác ba lô đi dọc theo đường Nguyễn Hoàng. Hàng me tây vào mùa trái rụng,
Những trái me ngọt lịm tê đầu lưỡi thuở nào vẫn rơi đầy không ai ăn. Đường phố thênh thang chiều gần như tắt nắng. Tôi bước vào nhà. Bà mẹ kế của tôi đang lúi cúi bên bếp lửa cho buổi cơm chiều. Má! Tôi gọi lớn làm bà giật mình quay lại. Con mới dậy. Tôi tiến lại ôm tròn người mẹ kế. Người đã nuôi tôi lúc 2 tuổi mồ côi mẹ. Tóc bà bạc trắng, ánh mắt không còn tinh anh như năm vừa qua. Bà đâu má? Ổng đi mua đồ sắp về. Còn à, em Thảo đâu không có nhà? Nó đi làm bài với bạn nó. Tôi thay đồ đi ra bờ sông Cà Ti, con sông đầy ắp kỷ niệm, nơi tôi đã biết bơi đầu đời, lặn hộp mò cua bắt ốc, đen như thằng mọi con. Tận đám bạn bè ở ruộng tắm trong tầm nhìn của lũ con gái chưa biết thẹn, chúng nó cũng nhìn lom lom vào khúc giữa của bọn tôi mà không chút ngượng ngùng. Duy nhất chỉ có một thằng tiểu yêu mặc quần là thằng Đức. Thằng này có lẽ biết yêu từ trong trứng nước, xúi tụi tôi đúc cu vô lỗ ông tò bò, nói sướng lắm. Tôi bị ông chích sưng vù mấy ngày phải lấy vôi ăn trầu bôi vào. Về nhà cơm chiều đã dọn sẵn. Em tôi, cô bé ngày nào hôm nay đã trổ mã, tóc dài má hay hay đỏ. Anh về phép bao ngày? À, còn 3 ngày nữa cô bé. Em học hành ra làm sao rồi? Không trả lời, nó hỏi tôi có quà cho nó không. Ba tôi thâm trầm nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, nói con để anh ăn cơm đi. Nồi cơm với món cá nục kho, canh mùng tơi muôn đời vẫn hiển hiện nơi bữa ăn. Không biết tôi về nên bữa cơm không có chút thịt. Cái nghèo nó vây quanh cuộc sống của gia đình tôi. Mẹ kế tôi buôn gánh bán bưng và đồng lương ít ỏi của ba tôi chỉ đủ nuôi 3 miệng ăn. Tôi chợt thở dài không nuốt nổi miếng cơm. Ăn qua loa tôi lấy cho em gái sắp 7 trắng và nâu đưa cho nó. Nó mừng quýnh lên. Áo em chật trùi, may quá, em có áo dài mới đi học. Tôi đưa ba tôi cái đồng hồ Senko, mua chợ rời Pleiku. Ông thích thú ngắm nghía. Xong bữa ăn, cha con tôi ra ngồi trước mảnh sân nhỏ. Ông đốt điếu thuốc bật ngọn lửa cháy bùng nhả khói thuốc vòng tròn điêu luyện hỏi tôi. Còn dạy phép xong khóa học và biết dạy đâu chưa? Dạ, được 7 ngày, nhưng hết 4 ngày đường. Nhưng con có thể trễ vài ngày không sao? Con chọn bệnh viện 2 giả chiến công tâm. Ông yên lặng. Tuổi già ông cần có tôi bên cạnh, nhưng tôi thì không may mắn được về quân y viện Đoàn Mạnh Hoạch hay Nha Trang. Dù lẽ ra tôi được miễn dịch vì có đến 3 người anh trong quân đội. Còn à, đã trưởng thành tự quyết định đời mình, công tâm nơi khỉ ho cò gáy, nơi tội pháp đầy người yêu nước, chiến trận xảy ra hàng ngày. Còn à, có cần làm đơn vì lý do gia cảnh về gần không? À không ba, con làm việc nơi an toàn không có gì phải lo lắng. Sau 2 năm con sẽ xin thuyên chuyển về gần nhà. Khuôn mặt người cha dịu lại, tôi chợt ôm vai ông. Gặp lại thằng bạn cũ tên Sơn, chúng tôi vào phố khi lên đèn. Sơn bảo may ra trung tâm 2 Nha Trang trình diễn, may ra được học Thủ Đức, chứ học Đồng Đế nặng lắm, cũng hên xui không biết có được không. Cả hai chúng tôi cùng im lặng buồn. Xóm tôi giờ vẫn hoe thanh niên, quan tài lính về hàng tháng. Những người anh dễ thương cùng sống lần lượt ngã xuống. Thôi, quên đi, còn sống là còn gặp nhau. Tao cố gắng đậu thủ khoa để còn chọn binh chủng. Sơn nói. Dòng sông nước lững lờ, con thuyền nhỏ của người đánh cá lên đèn. Ông tung vó. Khung cảnh thật đẹp. Những con cá đối trắng bạc vùng vẫy tuyệt vọng trong lưới. Chợt Sơn hỏi. Mày à, muốn thăm hát không? Tôi nói thôi, tốt hơn để hát học thi, nàng cần vào đại học, mày cho tao gửi lời thăm. Cô bé ở giữa con đường nhà tôi và Sơn, có lần về phép mạnh dạn tỏ tình nhờ Sơn đưa thư, nhưng không bao giờ được hồi âm. Tình cảm như bạn bè hát dành cho 2 đứa như nhau, tôi an tâm trong tình bạn không mơ ước cao hơn, hy vọng Sơn chiếm được trái tim cô bé mắt nâu, hát. 7 ngày phép qua mau, tôi muốn lên công tâm trình diễn đơn vị thì gặp Phương, nó xúi chơi thêm 3 ngày nữa.
Tôi đồng ý. Chắc cấp chỉ huy cũng thông cảm cho mấy ngày đi đường. Tôi phụ giúp ba làm lại hàng rào, tỉa mấy cây bần sau nhà cho thoáng. Đi thăm thằng cháu kêu bằng chú, bà chị dâu khen tôi đẹp trai và đã biết mắc cỡ. Hê, em dạ rồi mà chị. Tôi đáp, chú có bầu chưa? Con Hồng em chị lớn rồi thích chị làm mai. Tôi chợt nhớ đến em chị. Hai đứa từng ngủ chung với nhau dưới chân bà chị dâu không biết giờ thế nào. Tôi hăng hái đòi gặp. Bà chị lấy xe đưa tôi lái vào nhà ba chị. Hồng đang tưới cây vàng thiên lý nở rộ. Ai vậy chị bé? À, không hỏi, em đoán coi. Em anh Tư phải không? Tôi cười nheo mắt. Em lớn bọn đội chừng nào học xong 12? Còn 2 năm nữa, lâu lắm. Chị bé chen vào. Muốn làm người yêu của lính không? Hồng cười, nụ cười tươi tắn. Chị ơi, em còn bé mà. Thì gặp nhau là vừa ha ha tiếng cười, bà chị dâu làm con tim tôi đập rộn ràng liên hồi. Tôi bắt đầu yêu từ đây, tình yêu như trái phá con tim mù lòa. Những ngày phép còn lại, chúng tôi tay, trông chơi trên bãi cát vàng. Mũi né hay dưới rặng dừa trải dài ngút ngàn, tôi yêu đời hơn. Con em tôi và đám bạn nó réo, anh Vội ơi anh có bầu hồi nào vậy? Chúng đem Vội trong trống máy của Cái Hân ra chọc tôi. Ngày lên đơn vị tôi có thêm 2 đứa bạn cùng đi, sơn xuống Nha Trang trình diễn nhập quá sĩ quan, còn tôi và Phương tiếp tục đi công tâm. Quốc lộ 14, con đường lên công tâm đầy mìn. Những chiến xa M48 của lính thiết kỵ Mỹ nằm im lìm trong cơn nắng. Họ đã khai thông mìn 7, từng đoàn xe nhà binh nối đuôi nhau với xe dân sự. Chiếc Toyota tôi đi chạy ì ạch qua con suối cạn, lên không nổi con dốc. Chúng tôi phải nhảy xuống phụ đẩy, ngồi trên xe nhìn khung cảnh vàng vọt, làng thượng vắng hoe, dân làng bỏ đi hết. Chiến tranh đang chờ tụi tôi phía trước. Năm nay là năm 1971, chiến dịch Hạ Lào chấm dứt với tổn thất nhân mạng quá lớn. Con số thanh niên được động viên chưa bù đắp đủ. Tôi âu lo cho ngày mai, thằng Phương thì lầm lì không nói năng. Xe tới công tâm qua chiếc cầu gỗ và nua bắc trên con sông Đáp La, nước chảy ngược về hướng Tây, thành phố vỏn vẹn vài ngôi nhà 2 tầng. Con đường Lê Thánh Tôn ngắn ngủn, nhưng hàng quán và sức sống năng động, nhạc sập sình toàn là nhạc Trịnh và các bài hát quỷ mị của thời chiến. Mướn một khách sạn hạng rẻ tiền nhất, 2 thằng ngủ chung giường. Đêm đến chúng tôi không dám ra ngoài, tiếng rao của người bán phở làm chúng tôi rợn tóc gáy. Nghe nói có ma lai trút ruột đi ăn đêm, ban ngày là con người bình thường. Tôi và Phương thao thức không ngủ được, phần thì lạnh, mình không đủ ấm. 2 đứa co ro chờ sáng, nhưng rồi cũng ngủ quên. Không còn xe đưa đón nhân viên của bệnh viện, 2 đứa cuốc bộ gần 6 cây số, từ phố lên bệnh viện nằm trong khuôn viên phòng thủ cẩn mật của tiểu đoàn 63 pháo binh và trung đoàn 42 bộ binh. Bệnh viện tôi nằm giữa 2 ông trinh sát và pháo binh, mặt bắc trống trải không có đơn vị bạn án ngữ, hàng cây thông và bạch đàn đầy tiếng ve kêu não nuột. Sau khi trình diện bác sĩ chỉ huy trưởng, tôi được về trại sĩ quan, Phương về nội thương 2, rồi tôi gặp trưởng khoa và xin phép về ngay trong ngày mướn nhà vì bệnh viện không cho nội trú. Hoàn tất mướn nhà, kiếm chỗ ăn cơm tháng, tôi nhận ca trực đầu tiên. Bệnh nhân là các sĩ quan đơn vị chung quanh công tâm, đa số là bệnh sốt, đau bao tử, toàn là bệnh làm biến, còn thương tật thì ít vì chiến sự đang lắng dịu. Hồ sơ bệnh lý nằm tại các đầu giường, biểu đồ mạch, thuốc dùng đã ghi rõ. Các quan này vợ bé thăm điều điều, có em từ Pleiku đến sinh như mộng. Trời rất thơ mộng, công việc nhàm chán. Chờ các ông phong cùi lao tổng ra hội đồng y khoa, chúng tôi sáng đi chiều về xe đưa đón. Trưa ăn cơm câu lạc bộ tại bệnh viện,
Hôm nào trực đêm thì ở lại, còn không thì về phố nhàn nhã cà phê nghe nhạc. Một cái Tết xa Sài Gòn đầu tiên, tiếng súng giao thừa nở rộ, pháo bắn khắp nơi, sân chùa, nhà thờ náo nhiệt, trôi theo dòng người, tôi cũng xuống đường trảy hội. Tác giả Phan Nhật Bắc. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình lắng nghe.